Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có những dấu hiệu leo thang căng thẳng khi các bên liên tục đưa ra những tuyên bố cho thấy lập trường cứng rắn của mình trong vụ máy bay Nga bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi cách đây 3 ngày. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua cho biết nước này đã thông qua các biện pháp quân sự và ngoại giao nhằm đáp trả Ankara. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ một mực khẳng định sẽ không xin lỗi Moscow sau vụ việc trên. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, chính phủ nước này được giao nhiệm vụ thực thi một loạt biện pháp đáp trả trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc ngừng các dự án hợp tác kinh tế, hạn chế các giao dịch tài chính và thương mại, điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu, các biện pháp trong lĩnh vực du lịch, vận tải, kể cả bằng đường không và đường biển, cũng như tiếp xúc nhân đạo đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Khuôn khổ thời gian thực hiện các biện pháp này phụ thuộc vào diễn tiến quan hệ và tình hình quốc tế. Các biện pháp hạn chế của Nga đối với hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây ảnh hưởng đến các mặt hàng thực phẩm. Đại diện Hiệp hội các công ty bán lẻ Nga cho biết, các chuỗi bán lẻ của nước này đã bắt đầu tẩy chay hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó cũng trong ngày hôm qua 26 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này coi vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là đòn đánh sau lưng cháo trở của những người mà Moscow từng coi là đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang cố tình đẩy quan hệ với Nga vào bế tắc khi cho đến nay vẫn không có lời xin lỗi hay đề xuất bồi thường nào. Trong khi đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra những tuyên bố nhằm bảo vệ quan điểm và lập trường của mình trong vụ việc này. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 26 tháng 11 tuyên bố, mặc dù lấy làm tiếc về sự cố trên, song Ankara sẽ không xin lỗi vì đã bắn hạ máy bay Nga. Tổng thống Tayyip Erdogan thì cho rằng Moscow mới là bên phải đưa ra lời xin lỗi vì máy bay của nước này đã xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.